Phương Quỳnh kính chào quý khán thính giả của đài VNTV và để trở lại với chương trình Bạn Có Biết hôm nay, Phương Quỳnh sẽ nói về cuộc thi Miss Việt Nam San Diego 2018. Cuộc thi Miss Việt Nam San Diego 2018 do Liên hội Tuổi Trẻ tổ chức hàng năm đã được diễn ra vào ngày 17 tháng 2 năm 2018 nhằm ngày mùng 2 Tết Mậu Tuất tại hội chợ Tết Mira Mesa. Phương Quỳnh rất hân hạnh được ngồi kế ba em đã đoạt giải. Em đoạt giải Miss Việt Nam San Diego, Hoa hậu áo dài Việt Nam San Diego là em Ca Phạm. Và em First Runner Up Á hậu 1, em Nikki Lu. Và em First Runner Up đồng hạng là em Duyên Võ. Xin chào ba em. Hi. Hello everyone. Hello everyone. Ba em có thể giới thiệu bản thân về mình được không với khán giả của đài VNTV? Xin kính chào quý vị của đài VNTV, em tên là Nikki Lu, em 17 tuổi và đang học ở trường Del Norte High School. Em là á hậu 1 của Miss Vietnam San Diego 2018. Xin chào tất cả quý vị của đài VNTV, em tên là Ca Phạm, em đang học San Diego Mesa College, học về ngành kinh doanh quốc tế và năm nay em 18 tuổi. Em xin kính chào quý khán giả của đài VNTV, em tên là Duyên Võ. Năm nay em 21 tuổi và em đang theo học tại trường San Diego Miramar College và em muốn được transfer lên trường UCSD trong mùa fall năm nay. Cái câu hỏi mà các em thường gặp nhất là cái lý do nào mà các em quyết định tham gia cái cuộc thi Miss Việt Nam San Diego 2018? Well, the reason why I joined this pageant was a number of reasons, but I think that the biggest reason I wanted to join was because I saw it as a really great opportunity to really embrace my culture and learn more about my Vietnamese roots. And that's exactly what happened in Miss Vietnam San Diego. Một trong những lý do em muốn đi thi Miss Vietnam San Diego năm nay đó là em muốn dạy cho những em nhỏ tiếng Việt để cho các em có thể truyền sang ngôn ngữ và truyền thống của người Việt Nam mình từ năm này tới năm khác, và em cũng muốn giúp những người lớn tuổi lúc người giúp họ cần sự giúp đỡ, lúc người ta cần về tiếng Anh thì em có thể dịch lại cho họ. Yeah, thank you. One of the reasons why I'm joining this pageant is because I want to get involved in the community. And I found out that this pageant is a foundation and it's giving me the opportunities to spread myself and leading me the right way to follow my dreams. And also I want to join this pageant because I want to do something productive and meaningful besides just working in school. Chị biết là khi mà tham gia cuộc thi Miss Việt Nam San Diego là các em có khoảng thời gian tập với nhau rất là nhiều đúng không? Thì có cái kỷ niệm nào đáng nhớ nhất trong cái thời gian mà các em hoạt động chung với nhau rồi thi chung với nhau? So I know when you join the pageant, you spend a lot of time together, practice and also like time on stage. What is the most memory that you have during the pageant? I think that the most memorable thing about this pageant was just how supportive all the girls and contestants were of each other throughout all the practices, and especially on the night of the pageant, we all just lifted each other up, and it was really great to be able to be in an environment where everyone was supportive and we were all really good friends with each other. One of the memories I had with the girls was during our first fashion show at Lee's Garden, and right after we did the fashion show we were all very exhausted, so we all went to McDonald's together and yeah, it was very fun. It was our first time going out to eat together and we started to bond, and yeah, it was very fun. One of the best memories I have during the pageants is like, so it's also a fashion show, it's on a Friday, and they went to my place and we do makeup and yeah, just hanging out, and this was really fun. And I feel like this pageant is not like not about just the crowd or the shots, it's about like the friendship, the sisterhood that we gaining during the pageant. So I know again that you spend a lot of time together, you practice, you say that you have fashion show, you dance on stage. Is that any experience or lesson that you have learned that you think is gonna be stay with you the most of your life during the pageant? Yeah, definitely. I think that throughout this pageant we learned a lot, and we learned about
first of all, about our culture by doing the traditional Vietnamese dance, but also a big part was just like gaining confidence in front of a crowd of people and really just showing who you are to the community. Lúc mà em bắt đầu thi cuộc thi này thì em đã rất sợ hãi đứng trước mặt mọi người và đám đông. Và lúc em thi cuộc thi này thì em đã học được rất là nhiều bài học, như là những bài nhạc truyền thống mà tụi em đã nhảy và được đứng trước tất cả mọi người trên sân khấu và được overcome my fear, and it was definitely like one of the most memorable and lesson I've learned in my life. Yeah, thank you. So public speaking is one of my biggest challenge during the pageant because I'm just shy, but I overcome it by like practicing a lot, and I also like ask for the advice from the pageant sister, like what I should say or what I should perform on stage, what moves should I make, and they always give me like good advice. And also the Vietnamese song is very good, that I like it. Quý vị có thể thấy được là ba em ở đây còn rất trẻ, và cái lý do mà các em nói chung, một cái lý do mấy em dự thi cuộc thi Việt Nam Miss San Diego là có thể giữ được cái truyền thống của người Việt Nam và có thể duy trì cái tiếng Việt. Và một cái bài học mà các em học được từ sau cái cuộc thi Miss Việt Nam San Diego là có thể tự tin hơn và có thể nói chuyện trước công chúng một cách tự tin, đúng không? So chị biết là sau khi mà đăng quang rồi á, thì em sẽ có những cái dự định cho Liên hội Tuổi Trẻ. Thì em có thể nói cho quý khán giả của đài VNTV biết là cái dự định trong tương lai để các em làm cho Liên hội Tuổi Trẻ là gì và có cái project gì không? Dạ, năm nay trước em muốn giúp đỡ những người kém may mắn và tiếp tục làm công tác tình nguyện. I would also really love to get the Vietnamese American youth of our community involved as well in giving back and helping others, because I really think that through that we'll be able to unite our community. Em cũng đồng ý với Nikki. Tụi em cũng đang suy nghĩ về làm cái project during the Thanksgiving, so we can give back. And yeah, it's something that we just started talking about, but we definitely will look into it, and we're gonna have the other pageant girls join us as well, so that would be very exciting. Giống như là Nikki và Kha nói thì tụi em sẽ, ngoài cái những cái events mà tụi em phải đi cùng với Vaya, thì tụi em cũng có những cái plans mà tụi em làm chỉ có ba đứa. Và em cũng có một plans là em muốn ask for the sponsor from the restaurant that I've been working em muốn mấy cái chỗ đó biết về cái Vietnamese culture. Em muốn nói thêm về cái pageant so they can know about the Vietnamese culture and they can sponsor us for next year. Yeah. Quý vị thấy là các em có một cái lòng, tấm lòng rất là cao cả, là ngoài cái project của Vaya là các em còn có những cái dự định riêng của các em để có thể giúp đỡ lại cộng đồng của chúng ta. So, cảm ơn ba em đã tới VNTV ngày hôm nay và chia sẻ với lại khán giả của VNTV. Và chị chúc là ba em thành công trong những cái dự định trong tương lai. Thank you so much. Thank you for having us. Phương Quỳnh cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau. Good job.